quý vị. Quý vị đang theo dõi tin tức thời sự nóng, liên tục cập nhật những tin tức trong nước và quốc tế trên kênh Tin Nóng Đất Việt. Cảm ơn quý vị đã luôn dành thời gian quý báu của mình để đón xem chương trình. Và không để quý vị chờ đợi lâu, sau đây chúng ta sẽ cùng điểm qua những tin tức chính có trong chương trình. Bị tuyên án tử hình trong cơn cuồng ghen. Ông lão vỡ mộng khi góp vốn mong nhận lãi suất cao. Tàu sân bay Trung Quốc diễn tập gần Đài Loan. Bị tuyên án tử hình trong cơn cuồng ghen. Quý vị thân mến, Hoàng Quốc Huy, 33 tuổi, bị tòa tuyên phạt mức án tử hình về hành vi đoạt mạng người tình trong cơn ghen. Huy bị Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xác định phạm tội đoạt mạng với tình tiết tăng nặng là có tính côn đồ, có tiền án về tội cố ý gây thương tích chưa được xóa án tích nên cần áp dụng hình phạt nặng nhất. Tòa cũng buộc bị cáo phải bồi thường hơn 1 tỷ đồng gồm chi phí mai táng và cấp dưỡng cho hai người con riêng của nạn nhân. Theo cáo trạng, Huy sống như vợ chồng với chị Phương từ năm 2018 tại nhà trọ ở huyện Củ Chi. Noel năm 2019, anh ta thấy người yêu ôm anh họ ở cầu Phú Long, Bình Dương nên nổi cơn ghen, lao tới có hành vi côn đồ. Từ đó, đôi nhân tình thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Tối 10 tháng 1 năm 2020, Huy kêu cùng ăn cơm nhưng chị Phương không đồng ý, đòi chia tay. Thấy chị này nằm bấm điện thoại, anh ta nghi ngờ bạn gái ngoại tình, xuống bếp lấy dao đoạt mạng người tình tử vong. Gây án xong, Huy khóa cửa nhà trọ, lấy xe đi uống cà phê, rồi gọi cho mẹ kể lại sự việc. Sau nhiều ngày lang thang ở Sài Gòn, anh ta bán xe máy về quê Ninh Thuận rồi lên Lâm Đồng trốn. Đến ngày 23 tháng 1 năm 2020, Huy bị bắt. Tại tòa, Huy thừa nhận hành vi phạm tội, song cho rằng vì người yêu ngoại tình đã nhiều lần khuyên nhủ không được. Hôm đó bị cáo có uống rượu nên không kiểm soát được mình. Ông lão vỡ mộng khi góp vốn mong nhận lãi suất cao. Quý vị thân mến, Tòa án Nhân dân Hà Nội trước việc đạt bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan kêu gọi góp vốn lãi suất cao, 12 lần phủ nhận cầm tiền của các bị hại, liên tục nói không nhớ. Ông Thiện, 65 tuổi, đập mạnh tập hồ sơ cầm trên tay, nhắc lại nhiều lần, biết thế. Cuối phòng xét xử, các bị hại đồng loạt ồ lớn, bức xúc phản đối. 1 tỷ chứ đâu phải cái kim sợi chỉ mà phủi tuẹt một câu là xong. Còn ông Thiện, thần người, nhớ lại lần mắc bẫy 4 năm trước. Đầu năm 2017, khi ông bạn cùng làng dị tai về cơ hội làm giàu tại tập đoàn quốc tế, ông Thiện từ chối. Nhưng nghe thuyết phục, ông đồng ý cùng đi. Hôm sau, rời ngôi làng ở huyện ngoại thành Chương Mỹ, Hà Nội, hai ông bạn già đi bằng xe máy vào nội thành từ sáng sớm. Tới văn phòng đại diện tập đoàn giải trí toàn cầu GGV Anh Quốc tại Việt Nam trên phố Khuất Duy Tiến, ông thấy chật kín người đến dự hội thảo, không chỉ có lão nông như ông mà cả sinh viên, công chức về hưu. Đang xuất hiện trên sân khấu, tự xưng là giám đốc GGV chi nhánh Việt Nam. Đứng bên cạnh là người đàn ông nước ngoài, Anson Yang, giám đốc marketing của tập đoàn. Trên màn hình trình chiếu bắt đầu hiện lên các hình ảnh về GGV. Giọng đạt cũng cất lên, giới thiệu về GGV là tập đoàn quốc tế lớn mạnh, chuyên kinh doanh dịch vụ giải trí, sòng bài casino, đua ngựa. Người tham gia được giới thiệu 4 gói góp vốn đầu tư cho GGV, góp càng nhiều, lợi nhuận càng nhiều. Cụ thể, ai góp 1.000 đô la Mỹ sẽ nhận lãi 3% trong 36 tháng liên tiếp. Góp 4.000 đô la Mỹ nhận lãi 6% trong 36 tháng. Góp 13.000 đô la Mỹ nhận lãi 9% trong 36 tháng. Và gói 40.000 đô la Mỹ nhận lãi 12% trong 36 tháng. Ngoài ra, nếu giới thiệu được thêm người tham gia, cá nhân sẽ được trả thêm hoa hồng. Ông Thiện lắc đầu, ngon ăn thế chỉ có là lừa đảo, rồi bấm tay bảo bạn đi về. Trong kỳ nở rộ của kinh doanh đa cấp thời điểm đó, ông Thiện nhận đã tỉnh táo khi không tin theo những hứa hẹn đường mật về lãi suất để tiền mất thật mang. Nhưng rồi lần thứ hai theo bạn trở lại GGV, ông Thiện bị thuyết phục. Đạt mời ông vào phòng làm việc, mời chào sau 3 năm, 1 tỷ đồng góp sẽ thành 3 tỷ 8 lợi nhuận mỗi tháng 12%. Nhưng công ty giữ lại một phần duy trì hoạt động. Với cách thức này, ông Thiện sẽ được nhận mỗi tháng 105 triệu đồng. Ông Thiện hỏi lại, công ty đã được đăng ký kinh doanh chưa, có được cấp phép làm cái này không? Đạt không trả lời thẳng, chỉ trấn an, bọn em đang chờ xin chính phủ,
anh đầu tư thì bọn em sẽ đảm bảo quyền lợi cho anh, nếu không thì bọn em sẽ chịu trách nhiệm. Ông phân vân nhìn sang người bạn già, người cũng giấu vợ đầu tư tới hơn 100 triệu đồng vào GGV, mong hưởng lãi suất cao, rồi quay sang nói, tuần sau tôi mang tiền tới. Thế chấp tài sản, ông Thiện vay được 1 tỷ đồng, song cũng giống như người bạn, không nói cho gia đình biết. Ngày 15 tháng 3 năm 2017, ông sắm chiếc cặp số bảo mật rồi đến ngân hàng lấy tiền. Chú lấy mệnh giá 500.000 đồng cho gọn, ông Thiện dặn nhân viên ngân hàng như vậy. Và nhìn từng cục tiền 50 chạy rè rè trên máy đếm lần lượt được xếp vào vali, nghĩ về lợi nhuận 3 tỷ 8. Hai ông già lại lóc cóc lái xe máy lên văn phòng. Đặt và Đoàn Văn Hoạt đã chờ sẵn. Văn phòng công ty quốc tế mà không có máy đếm tiền. Ông Thiện thầm nghĩ, ngồi nửa buổi chiều đợi Hoạt mở 20 cọc tiền ra đếm tay. Đạt chia ngay cho Hoạt 500 triệu đồng, bảo để lo công việc nội bộ, rồi xách vali cầm 500 triệu còn lại vào phòng riêng. Ông Thiện nói khi Đạt trở ra, đó là 1 tỷ của tôi, các chú đã nhận, phải viết cho tôi cái hóa đơn. Ông nhớ khi ấy Hoạt đã định lấy giấy viết, nhưng Đạt đứng phắt dậy chỉ tay, nói gay gắt. Anh Hoạt, anh không được viết. Anh viết mai sau có vấn đề gì thì anh chịu trách nhiệm. Hoạt rụt ngay lại, không dám làm trái. Đạt đưa cho ông Thiện một dãy số 8 chữ số, mật khẩu và tên trang web, giải thích đây là ID của nhà đầu tư. Chỉ cần vào website để tra cứu tên và số tiền ông đã nộp, ngày nhận lãi sẽ hiện ra ngay. Đấy chính là hóa đơn rồi, Đạt nói và tiễn hai lão nông ra cửa. Gật gù cầm ID của nhà đầu tư, ông Thiện vẫn suy nghĩ suốt đường về. Công ty chưa được cấp phép, nhận tiền lại không viết hóa đơn, lãi suất thì cao gấp mấy lần ngân hàng. Nửa đường ông Thiện sực tỉnh nhận ra mình bị lừa. Những ngày sau ông liên tục gọi điện đến văn phòng xin rút lại tiền đầu tư, nhưng chỉ nhận lại những cái sập cửa rất mạnh từ giám đốc Đạt. Tiền chú nộp công ty rồi, đòi gì mà đòi. Ông Thiện trở thành nạn nhân bị lừa đảo nhiều nhất trong vụ án. Trong phiên tòa mở ngày 2 tháng 4, cáo trạng xác định GGV chưa có đăng ký kinh doanh hay văn phòng đại diện tại Việt Nam. Song Đạt, Hoạt, An Xuân Giang cùng các đồng phạm người Trung Quốc vẫn kêu gọi góp vốn trái phép, lấy lãi suất cao để dụ các bị hại nộp tiền. Từ tháng 1 năm 2017, An Xuân Giang ngừng trả lợi nhuận cho người đầu tư tại Việt Nam. Biết điều này, Đạt vẫn tiếp tục kêu gọi đầu tư. Đến tháng 6 năm 2017, 13 người đã nộp tiền cho Đạt, tổng là 4,7 tỷ đồng. Đạt chi trả lãi 540 triệu đồng, số còn lại chiếm hưởng, nhà chức trách cáo buộc. 13 bị hại đa số là người cao tuổi tại Hà Nội. Số tiền nộp cho Đạt đều là tiền hưu trí tiết kiệm nhiều năm hoặc được con cái biếu tặng. Khi đối chất với bị hại, Đạt nói, các bác đổ tội cho người khác là có luật nhân quả trừng phạt đấy. Chủ tọa lập tức ngắt lời. Tòa cho bị cáo thời gian đối chất thì bị cáo quay ra mắng bị hại. Vậy mà nói đã ăn năn hối cải. Đạt cúi đầu quay lên không trả lời. Giải thích về việc không viết giấy biên nhận 1 tỷ đồng cho ông Thiện, Đạt nói, đây là đầu tư cá nhân chứ không phải trách nhiệm của ai cả. Bị cáo có cảnh báo trước là bác tìm hiểu kỹ rồi hẵng đầu tư. Hành vi của Đạt bị hội đồng xét xử đánh giá là vô cùng nghiêm trọng. Số tiền chiếm đoạt lớn, lượng bị hại đông, song thái độ chưa thực sự thành khẩn. Tính từ đầu năm 2016 đến nay, 68 bị hại trình báo đã nộp cho Đạt gần 23 tỷ đồng. Đạt và Hoạt cùng bị tòa tuyên phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lần lượt lĩnh án 14 năm và 3 năm tù. Hoạt đã trả lại 500 triệu đồng hưởng lợi bất chính từ ông Thiện nên được xét làm căn cứ giảm án. Đạt phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt của ông Thiện và 12 bị can còn lại. Chủ tọa cũng nhắc nhở các bị hại có một phần lỗi do hám lãi suất cao, trở thành con mồi ngon cho những kẻ lừa đảo. Ông Thiện bần thần ở hàng ghế cuối phòng xử, nghĩ về 1 tỷ đồng và đúc kết do mình tham để cuối đời mang nợ. Dắt tay ông bạn già ra về, cũng là bị hại trong vụ án. Ông Thiện không muốn nhắc đến số phận căn nhà đã cầm cố và khoản nợ ngân hàng đè nặng ông suốt 4 năm nay. Tàu sân bay Trung Quốc diễn tập gần Đài Loan. Quý vị thân mến, Trung Quốc cho biết nhóm tàu sân bay Liêu Ninh đang diễn tập ở vùng biển quanh đảo Đài Loan nhằm kiểm tra hiệu quả huấn luyện với binh sĩ. Phát ngôn viên Hải quân Trung Quốc Gao Xingchen cho biết hôm 5 tháng 4, đội hình tàu sân bay Liêu Ninh gần đây diễn tập chiến đấu ở vùng biển quanh Đài Loan.
Đây là hoạt động bình thường được tổ chức theo kế hoạch công tác thường kỳ nhằm kiểm tra hiệu quả huấn luyện binh sĩ, cũng như cải thiện năng lực bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển quốc gia. Quan chức Trung Quốc nhấn mạnh, Hải quân nước này sẽ tiếp tục thực hiện các đợt diễn tập và huấn luyện thường kỳ gần đảo Đài Loan trong tương lai. Bộ Quốc phòng Nhật Bản trước đó thông báo nhóm tác chiến tàu sân bay Trung Quốc đi qua eo biển Hyako sáng mùng 3 tháng 4 để tiến ra Thái Bình Dương. Tàu Liêu Ninh được hộ tống bởi một tàu khu trục hạng nặng TIP 055, hai tàu khu trục phòng không TIP 052D, một tàu hộ vệ tên lửa TIP 054A và một tàu hậu cần tốc độ cao TIP 901. Lực lượng phòng vệ Nhật Bản cũng phát hiện một máy bay Y-9 Trung Quốc bay qua eo biển Hyako và triển khai tiêm kích bám đuôi. Mẫu phi cơ này được thiết kế cho nhiệm vụ trinh sát điện tử hoặc tuần thám trên biển, cho phép theo dõi hoạt động của tàu chiến bên dưới và cách phản ứng của những quốc gia liên quan. Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất, kể cả bằng vũ lực nếu cần thiết. Quân đội Trung Quốc nhiều lần điều máy bay áp sát đảo Đài Loan. Đợt triển khai lớn nhất diễn ra hôm 26 tháng 3 với 20 máy bay các loại tham gia, đánh dấu leo thang căng thẳng đáng kể trong khu vực eo biển.